ác mộng 17 năm của cô sinh viên xinh đẹp ở ngôi làng nghèo nàn. Đây là một câu chuyện có thật và cũng chính là cơn ác mộng 17 năm của một cô gái xinh đẹp, thậm chí còn đang là một sinh viên đại học, xảy ra ở ngôi làng miền núi huyện Trung Giang, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Thời điểm đó, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa áp dụng hệ thống pháp luật độc nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thế nhưng, sức mạnh tội phạm cũng đủ mạnh mẽ và nạn tham nhũng vẫn phổ biến giữa các nhân viên chính phủ. Các tổ chức tội phạm đã có rất nhiều vũ khí và phương tiện, thậm chí có chất lượng tốt hơn so với vũ khí của lực lượng cảnh sát. Trung Quốc lúc này là một nguồn cung cấp, quá cảnh và là nước mà phụ nữ, nam giới và trẻ em bị buôn bán được đưa đến bởi nhiều mục đích khác nhau, đa phần là nạn buôn người trong nước. Khoảng 10.000 đến 20.000 nạn nhân bị buôn bán mỗi năm. Ngoài ra, những người phụ nữ Trung Quốc còn bị dụ dỗ thông qua các lời hứa giả dối về việc làm hợp pháp, sau cùng chuyển thành khai thác tình dục thương mại tại Đài Loan, Thái Lan, Malaysia và Nhật Bản. Vào năm 1995, tại ngôi làng vốn yên bình này, có một cô gái lạ đột nhiên từ đâu xuất hiện, khiến dân làng không khỏi xôn xao bàn tán. Vì cô gái thoạt nhìn không phải người địa phương. Cô ấy trẻ trung, xinh đẹp, với làn da trắng và hai bím tóc dài. Nhan sắc thật sự khiến người ta rung động. Vì vậy, việc cô ấy xuất hiện đột ngột ở ngôi làng miền núi nghèo nàn lạc hậu này là vô cùng bất thường. Ngoài ra, cô ấy còn biết đọc sách báo và viết chữ rất đẹp, thậm chí thỉnh thoảng nói được một vài ngoại ngữ khiến dân làng vô cùng ngạc nhiên. Họ nhận ra rằng xuất thân của cô gái này chắc chắn không hề đơn giản. Trông bề ngoài của cô có vẻ là người có học thức cao, giống như một sinh viên đại học. Điều khiến dân làng khó tin hơn nữa là một sinh viên đại học trẻ trung, xinh đẹp và có học thức như vậy lại kết hôn với Nghê Thiên Quốc, một cử nhân già nghèo nhất làng. Nghê Thiên Quốc hiện tại đã ngoài 50 tuổi, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lười biếng, dốt nát và nổi tiếng là bần hàn nhất trong ngôi làng này. Trong nhà hầu như không có đồ đạc gì tử tế. Trong phòng đầy những thứ lặt vặt, trông giống như một phòng ngủ lộ thiên. Chiếc giường duy nhất cũng làm bằng ván gỗ vụn. Trên giường thậm chí còn không có chăn, chỉ có một chiếc áo khoác quân đội bẩn thỉu được lấy làm chăn. Những chiếc gối làm từ bao phân và quần áo, gầm giường nhét đầy gạch và tôn cũ. Nơi ông ở được dân làng đánh giá là bẩn thỉu khủng khiếp. Nhưng lý do gì khiến một nữ sinh viên trẻ trung, xinh đẹp, hiểu biết và một lão già nghèo nhất làng lại sống với nhau suốt 17 năm? Qua 17 năm đó, nữ sinh viên đại học đã biến thành một người phụ nữ nông thôn với đôi mắt đờ đẫn ngờ nghịch, trông không khác gì một cô gái tâm thần. Theo dân làng thì trong suốt những năm này, hầu như không ai tiếp xúc với cô gái, ngoại trừ Nghê Thiên Quốc. Khi các phóng viên tìm đến tìm hiểu sự việc, thì phát hiện ra người phụ nữ đó tên là Hà Thành Huệ. Mặc dù giọng điệu và động tác của Nghê Thiên Quốc trước ống kính rất nhẹ nhàng, cố gắng thể hiện cảnh vợ chồng ái ân, nhưng khuôn mặt của Thành Huệ chỉ có sự mệt mỏi và thờ ơ. Cô ấy có vẻ không muốn hợp tác, ánh mắt thất thường và cũng không nói gì nhiều. Nghê Thiên Quốc luôn nhấn mạnh trước mặt các phóng viên rằng anh ấy rất tốt với Hà Thành Huệ. Những năm qua, ngày nào ông cũng giúp cô ấy chải đầu, rửa mặt, đích thân nấu cơm cho cô. Mặc dù họ không phải là một cặp vợ chồng hợp pháp, nhưng khi Nghê Thiên Quốc nói những lời này, trên mặt tràn đầy tình cảm và hạnh phúc. Mỗi khi có người trong thôn trêu chọc hai người không xứng đôi, ông ấy luôn nói không quan tâm đến việc mọi người chế nhạo mình. Nhưng nếu nói đây là một mối tình đẹp, thật sự không có cơ sở. Nghê Thiên Quốc nói tiếp, 17 năm trước, khi hai người lần đầu tiên gặp nhau, ông ấy 38 tuổi, còn Hà Thành Huệ chưa đầy 20 tuổi. Hai người đã sống như vợ chồng với nhau. Mỗi đêm cả hai đều ngủ trên chiếc giường làm bằng ván vụn, bên cạnh cái giường là nơi chăn nuôi gà vịt. Nhìn nơi ở của họ, phóng viên đã bị sốc bởi cảnh tượng trước mắt. Qua thông tin từ dân làng, phóng viên phát hiện ra rằng Hà Thành Huệ nhiều lần muốn trốn thoát. Trong nhiều năm qua, mỗi lần cô định bỏ trốn đều bị Nghê Thiên Quốc đánh đập dã man. Để ngăn không cho cô tiếp tục bỏ trốn, Nghê Thiên Quốc đã nhốt cô ở nhà mỗi khi ông ta ra ngoài. Hà Thành Huệ đã bị giam giữ theo cách này hơn 10 năm. Nhưng ông ta giải thích rằng Hà Thành Huệ có vấn đề về tâm lý. Việc cô bị nhốt ở nhà hàng ngày là vì lý do muốn giữ an toàn cho cô và những người xung quanh. Để biết sự thật của vấn đề, phóng viên quyết định hỏi Hà Thành Huệ. Đối mặt với câu hỏi của phóng viên, Hà Thành Huệ có vẻ rất sợ hãi và tỏ ra phòng bị. Cô đột nhiên im lặng. Người phóng viên nhận thấy rằng trong suốt cuộc phỏng vấn, ánh mắt Hà Thành Huệ không yên, cứ hướng về Nghê Thiên Quốc phía sau.
Mặc dù đã được trấn an, nhưng cô ấy vẫn rất sợ hãi, giống như một con mèo ăn vụng bị bắt quả tang. Các phóng viên nhận ra rằng cô không hề có vấn đề về thần kinh như Nghi Thiên Quốc nói, mà ngược lại, đầu óc vẫn minh mẫn, diễn đạt ngôn ngữ lưu loát, không có vấn đề gì cả. Để cho Hà Thành Huệ có thể kể thêm thông tin, phóng viên đã kiếm cớ đưa cô rời khỏi Nghi Thiên Quốc. Không ngờ rằng, sau khi rời khỏi Nghi Thiên Quốc, Hà Thành Huệ đã trở lại thành một người bình thường. Cô ấy nói với phóng viên rằng, quê của cô ấy ở Tây Dương, tỉnh Trung Khánh, và cô có địa chỉ cụ thể. Sau đó, phóng viên đã lái xe đến Tây Dương vào cùng ngày để tìm ra chân tướng của vấn đề. Vào ngày 25 tháng 3 năm 2012, sau 10 giờ lái xe, cuối cùng phóng viên cũng đến được quê hương của Hà Thành Huệ. Tuy nhiên 17 năm đã trôi qua, ngôi nhà cũ của Hà Thành Huệ đã bị phá bỏ và tất cả các thành viên trong gia đình cô ấy đều đã mất tích. Đường dây điều tra bị khóa và cắt đứt ở đây. Tuy nhiên, sau bao lần cố gắng, cuối cùng họ cũng tìm được sự đồng cảm của hàng xóm xung quanh. Các phóng viên cố hỏi xem gia đình họ có ai đã bị mất con gái không. Cuối cùng mọi người cũng liên lạc được với Hà Khai Trí, cô con gái của ông đột nhiên biến mất trên đường về nhà. Kể từ đó đến nay, ông ấy chưa gặp lại con gái. Gia đình họ tưởng con gái đã mất nên ngày nào cũng buồn bã, ngày nào cũng đốt giấy tiền cho cô. Khi phóng viên đưa ảnh hiện tại của Hà Thành Huệ, Hà Khai Trí và cô con gái nhỏ của ông ấy chỉ liếc nhìn thôi thì ngay lập tức đã không thể kìm được nước mắt. Đó chính là con gái đã mất tích của ông. Các phóng viên vội vã quay lại nơi ở của Nghi Thiên Quốc. Lúc này, thái độ của ông ta đã thay đổi. Sau khi biết rằng phóng viên đã tìm thấy gia đình của Hà Thành Huệ, nên Nghi Thiên Quốc quyết định không giấu giếm nữa. Đúng như phóng viên dự đoán, Hà Thành Huệ thực sự đã được Nghi Thiên Quốc mua từ những kẻ buôn người với giá 120 nhân dân tệ. Vài năm trước khi vừa bị bắt cóc, Hà Thành Huệ đã cầu xin Nghi Thiên Quốc để cô đi và đưa địa chỉ nhà của mình. Cô khóc lóc và xin ông để cho cô quay trở về nhà, nhưng Nghi Thiên Quốc không đồng ý vì ông ta nghĩ mình đã bỏ tiền ra mua cô gái. Ông ấy đã giấu chặt chuyện đó trong lòng và không nói ra cho ai biết. Ngoài ra, ông ta còn che giấu hành vi bỏ tiền mua vợ, chỉ nói với dân làng là lấy vợ từ nơi khác về. Những chuyện còn lại đều giấu nhẹm đi. Ông ấy còn chặn liên lạc của Hà Thành Huệ, không cho phép giao tiếp với bất kỳ ai trong làng, trói chặt cô bên người để giám sát mọi lúc. Mỗi lần Hà Thành Huệ bỏ trốn, Nghi Thiên Quốc bắt được sẽ đánh cô cho đến khi sợ đòn mà không dám chạy nữa. Dân làng thường nghe thấy tiếng la hét của Hà Thành Huệ khi bị đánh, và ngay cả khi nhìn thấy, họ cũng chỉ nói rằng đó là chuyện của hai vợ chồng, không dễ can thiệp. Hà Thành Huệ dưới sự thờ ơ của những người xung quanh, cứ như vậy bị Nghi Thiên Quốc giam cầm 17 năm. Và vì cô không sinh được con nên lại càng bị Nghi Thiên Quốc hành hạ dã man. Không biết bắt đầu từ khi nào, Hà Thành Huệ trở nên lúc tỉnh táo, lúc hoài nghi, không biết mình sẽ bị giam bao lâu. Với sự giúp đỡ của phóng viên, vào ngày 27 tháng 3 năm 2012, Hà Thành Huệ đã được đoàn tụ với gia đình. Trên thực tế, Hà Khai Trí từ lâu đã đoán rằng con gái mình có thể đã bị bắt cóc, nhưng ông không biết cô bị bắt cóc ở đâu. Hà Khai Trí tiết lộ rằng khi còn nhỏ, ông rất hay cáu kỉnh và thường xuyên bạo hành gia đình. Điều này đã khiến trái tim của cô con gái Hà Khai Trí bị ám ảnh từ khi còn nhỏ. Qua nhiều năm, Hà Thành Huệ đã phát triển tính cách hướng nội và nhạy cảm. Cô ấy có lẽ đã mắc chứng tâm thần phân liệt nhẹ trước đó. Có lẽ điều này đã tạo cơ hội cho những kẻ xấu lợi dụng. Theo dân làng, Hà Thành Huệ có lẽ đã bị đánh thuốc mê rồi bị bọn buôn người bán đến đây. Từ khi con gái biến mất, Hà Khai Trí đã vô cùng hối hận, thay đổi bản thân và không còn bạo hành gia đình. Trước hành vi giam cầm con gái mình suốt 17 năm của Nghi Thiên Quốc, Hà Khai Trí đã mắng nhiếc dữ dội, thậm chí còn muốn dùng dao kết liễu ông ta. Nhưng Nghi Thiên Quốc vẫn không ngừng cầu xin sự tha thứ. Nhìn nơi con gái đã sống 17 năm, Hà Khai Trí lại càng cảm thấy bất lực và tự trách bản thân nhiều hơn. Tuy nhiên, vì không có chứng cứ xác thực và sự thờ ơ của ban lãnh đạo địa phương, gia đình chỉ có thể đưa cô gái đi, còn Nghi Thiên Quốc lại không bị xử lý gì. Câu chuyện của Hà Thành Huệ đã khiến bao người xót xa. Là một cô gái trẻ 19 tuổi đang mùa hoa nở, thì đỗ đại học vào thời đại đó cũng thật không dễ dàng. Vốn dĩ cô vẫn còn bao hy vọng tốt đẹp cho tương lai,
nhưng cuộc đời mới bắt đầu thì bất ngờ phải bị gián đoạn. Những năm tháng đẹp nhất bị giam cầm trong bóng tối. Nỗi bất lực và tuyệt vọng nhiều vô cùng. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, dường như không có điểm dừng. Chìm trong bóng tối không thấy một tia sáng. Kẻ ác vẫn làm điều ác, người đứng ngoài vẫn im lặng. Mặc dù kết thúc câu chuyện tưởng chừng như có hậu, gia đình cuối cùng cũng được đoàn tụ sau 17 năm dài xa cách. Nhưng điều khiến người ta cảm thấy tức giận và khó hiểu chính là 17 năm tuổi xuân của một cô gái lại bị cướp đi và hủy hoại dễ dàng như vậy. Cuối cùng, không ai bị đưa ra trước công lý. Một lời xin lỗi nhẹ nhàng cũng không thể xóa hết nỗi đau, mất mát của một người con gái, không bao giờ có thể bù đắp lại được. Không phải tội ác nào cũng được tha thứ. Những kẻ buôn người và những kẻ mua người đều đáng bị lên án và trừng trị. Nhưng sự thờ ơ đứng ngoài lề của dân làng thực chất là đang tiếp tay cho kẻ ác ở một mức độ nào đó. Họ lấy nỗi đau của người khác làm cuộc trò chuyện sau bữa tối. Không liên quan gì đến bản thân, chỉ đứng từ xa nhìn mọi thứ trước mắt. Thỉnh thoảng đưa ra một lời tuyên bố có vẻ bất công, rồi tiếp tục để bi kịch xảy ra. Bị đối xử lạnh lùng trong cùng một xã hội là một điều bất hạnh. Thực sự không ai có thể chịu đựng được sự cô đơn. Mong rằng công lý sẽ sớm trở thành ánh sáng, soi đường cho mỗi chúng ta. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.